Ba mấy con rùa lên đó chị. Ở đâu chị? Em thấy nó đào cái lỗ nó bự quá trời kìa. Thì em nghĩ vậy đó. Nó lên nhiều lắm. Nó đào dưới đây luôn hả? Ồ, chắc nó đào cái đầu đó kìa, cái đây nè. Đó, chị mình nói hôm qua chị mình ăn là thấy nó đẻ đâu đây nè. Nhưng mà em thấy kia nó đào cái lỗ bự quá kìa. Cái lỗ đây nè. Tại anh Bình nó bự lắm, bự như cái bàn á. Bự, cái bàn bự nha các bạn. Chứ phải bàn nhỏ đâu, bàn. Là cái diện tích này nè, bạn thấy không? Là cái lỗ này nè. Đó, mình nghĩ là nó đào ở đây một cái nữa nè. Đào kia một cái. Không biết là con rùa thì nó không biết nó khôn là nó có làm cái hang giả không. Mà thấy nó đào hai lỗ nè các bạn không. Nhưng mà chị mình thấy là nó đẻ ở đây. Đẻ múc trong kia, để trong đó. Nên mình nghĩ đây là nó đào giả quá, nó dụ người ta lại đây người ta. Này không, em đi dưới kia em thấy nó chặt bò dọc lên nhiều lắm. Dạ sao ai phát hiện được hay vậy chị? Nè thì em thấy những cái đường đi nè, đi qua kìa. Xe người ta đi cào không riêu các bạn. Đây buổi sáng người ta làm việc nè. Nè chị, mấy cái đường nó bò nè chị. Thì em nghĩ có con nhỏ con bự. Mà chắc con của chị thấy ở đây là bự nhất nè. Tại ở đằng kia em thấy cũng có mấy cái luồng nhỏ nhỏ. Ủa mấy đứa cháu đâu rồi? Xuống thử nước đi. Dạ. Chị xe, chị Phương có xuống không? Ờ. Điện thoại mình đi qua bên mãi này ra các bạn, qua nước mãi này nè, nước kế bên này nè. Thì nó vẫn còn xài được. Nó chỉ có khác biệt là cái database đó, để lên internet nó hơi khó thôi. Lạnh không chị? Rồi mình xuống mình thử nha các bạn. Mình bỏ dép ra mình đi xuống mình thử. Trong đây nè. Không biết là nó có đào các bạn thấy không? Đây mình đo cái chân mình cho các bạn coi nha. Đây cái lỗ nó nè. Đây nè. Một bàn chân, hai bàn chân, ba bàn chân, bốn bàn chân, năm bàn chân, sáu bàn chân, bảy bàn chân. Bảy bàn chân bự của mình vậy nè các bạn. Là đó là cái diện tích của con rùa, là bạn biết con rùa nó bự cái nào rồi đó, nó bự như cái bàn đó. Thì mình thấy nó đào hai cái lỗ nha các bạn. Đào hai cái lỗ ở đây dưới đằng đây nè, thấy không các bạn thấy không? Nè nó hướng nó bò nè, nó bò lên nè, nó đào một cái lỗ đây. Xong nó đào thêm cái lỗ đây nữa. Nên không biết trong hai cái lỗ này là nó đẻ trứng. Nhưng mà chị mình nói là nó bò thẳng vô trong kia kìa các bạn. Nó đẻ trong kia nữa. Tại vì chị đứng trên kia chị nhìn xuống, cho nên con rùa nó cũng khôn lắm, nhiều khi nó đào cái chỗ giả để cho mình tưởng tượng là đây có trứng, mình kiểm tra đây, nhưng mà thật sự nó chui dưới cái ghế á. Anh mình nói nó bự đến độ á, mà cái đầu nó nâng luôn cả cái ghế đó lên luôn. Anh mình đứng ở trên coi là nó nâng luôn cả cái ghế cao gì mà nó nâng lên luôn á các bạn. Bự, hai con đây là bự, như ảnh chị nói nãy nó là bốn con lên luôn. Còn mình thấy đằng kia có dọc những cái luồng nhỏ, chắc mấy con nhỏ nữa. Rồi mình ra mình coi nước biển sao. Trời nước biển ấm quá trời luôn các bạn ơi. Buổi sáng mà ấm. Ấm lắm các bạn. Mạnh quá. Dạ. Các bạn có cảm nhận giống như mình không? Rùa là những sinh vật bé nhỏ và rất dễ thương. Các bãi biển địa phương không chỉ giới hạn ở rùa xanh mà còn có rùa housebill và rùa longerhead. Chúng lên khỏi mặt nước không phải để tắm nắng mà còn để xây tổ và đẻ trứng ở đó. Tất cả những điều này trở nên nguy hiểm và tuyệt chủng. Trong chuyến du lịch kỳ này, chúng tôi đã tình cờ chứng kiến quá trình sinh sản của những chú rùa vào mùa đẻ trứng từ tháng 5 tới tháng 10.
Vào những mùa hè khí trời tiết ấm áp, những chú rùa biển mang thai quay trở lại những bãi biển nơi mà chúng đã nở ra nhiều năm trước. Chúng bơi qua những cơn sóng và bò lên bãi biển để tìm kiếm một nơi làm tổ phía trước trên mực nước cao. Sử dụng chân chèo ở lưng, loài bò sát này đào tổ trên cát. Quá trình đào tổ và đẻ trứng thường mất từ 1 đến 3 giờ. Sau đó rùa mẹ từ lết thân mình trở lại biển. Rùa biển đẻ tới 100 quả trứng, ấp trong cát ấm trong khoảng từ 60 ngày. Nhiệt độ của cát quyết định giới tính của rùa biển con. Với cát mát hơn sẽ sinh ra nhiều con đực hơn, và cát ấm hơn sẽ sinh ra nhiều con cái hơn. Hiện tượng này được gọi là xác định giới tính phụ thuộc vào nhiệt độ, và cũng chi phối bởi giới tính của các loài bò sát khác, bao gồm cả cá sấu Mỹ. Nghiên cứu hiện tại của NOAA cho thấy xu hướng ấm lên do biến đổi khí hậu có thể khiến tỷ lệ rùa biển cái cao hơn, có khả năng ảnh hưởng đến đa dạng di truyền. Những con rùa xanh ở Cancun trưởng thành có thể dài tới 1,5 m hoặc là 5 feet. Ok, đây là một chú rùa. Mình mời các bạn rồi quá trình chú rùa từ dưới biển bò lên đi đẻ nha. Đó, chú rùa đang tiến lại gần mình nè các bạn. Bắt đầu đào lỗ để đẻ trứng các bạn. Mệt, nghỉ ngơi một tí. Nào lắp người mình lại nè. Ôi, lọt xuống luôn ơi. Mình may mắn quá, tôi thấy được chú rùa đang đào hang để đẻ. Wow, nó bự nha. Bự bự cách xe ná luôn các bạn. Chưa xuống hang rồi nè, đào cái hang rồi nè. Mình chân ba chút xíu. Wow, là cái lỗ bự quá trời trời. Cái tai nó bự quá, mạnh quá. Dọc theo bãi biển nãy giờ là mình thấy là cũng rất là nhiều con bò lên nè các bạn. Con này nó nhỏ hơn những con khác, nhưng mà hên là nó bò vô ngay chỗ ánh sáng mình quay được. Có con ngoài kia bự lắm, bự gấp 2, gấp 3 con này luôn, mà nó hơi trong tối nó quay không được. Bây giờ con này thì nó bò vô sáng sát mình. May mắn quá, may mắn thấy được chú rùa đào hang đẻ nè. Ok, cho tay mạnh dưới sợi, đào tung hết luôn. Nè, mỏi tay quá. Là ngưng rồi, chắc đẻ rồi các bạn.
còn đào nữa. Đào cái hang mà kia mà bự cách xin ái nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái lỗ nó bự bằng cái ghế không? À, cái ghế, vừa là cái ghế đây nè các bạn thấy không? Đây là cái hang đó nè. À, bự cách xin ái. Mình đứng chắc khoảng 3 mét gần con rùa nha các bạn. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 4 mét. Mình nghĩ là hai cái đuôi sau, hai cái chân sau đó để xong á, cái chân trước nó quạt két vô, hai chân sau nó lắp két lại, lắp trứng lại các bạn. Đào cái lỗ gì mà sâu dữ thần rồi trời. Rùa này bự quá. Biết con rùa này hay con ba ba nó bự cách xin ấy. Mình ngồi lên chắc nó chở mình được luôn quá. Không biết nó thấy mình không, nó sợ không rồi. Chắc đẻ rồi đó, đang đẻ đó các bạn. Yên rồi đó. Ok, thôi tới đây mình ngưng. Để cho nó đẻ đi, lát nó sẽ bò ra biển. Nó nằm ở đây mà cái trứng nằm chỗ khác nữa ta. Không, cái chỗ đó, cắm. Cái nạn viên cái đó đó kìa. Viên cái lỗ đó kìa. Để nằm với... Nó trường tới, nó trường tới. Nó mồi trường trường tới, nó giấu trứng. Hiểu không? Khôn không? Bị xén. Nó không cho mà. Cho, không cho đẻ. Nó đông kìa. Tại vì con kia đang đẻ, đang đi vô, mở đèn đi là... Ba con kìa. Ba con kìa. Mà nó đẻ tôi, ông cắm cái cây đó, tôi nhớ không? Cái đích cái ông nói chút gì hả? Đó đỡ cũng cái gì? Đi kho lại vậy? Đi ông đi ăn quay phim đó. Thì ổng cho má. Đừng có mở đèn. Mở đèn mấy con kia sao? Ổng nói là không cho mà. Đừng mở đèn. Cực con làm chắc cực không? Sao mà có cái xẻng. Đó là em viên cái cây mà hãy nhớ tôi. Sợ cái xẻng sáng xuống 7 trứng. Ổng nói là một chút nữa là đây. Tại vì cái lụi nó giấu trứng đó. Con kia 2, 3, 4 con. Ủa ba con nuôi nhưng mọi người vô đông quá. Đừng có nói chuyện. Bình ơi. Cắm ngay này cái con rùa đại.
nó đẻ chôn kỹ quá thằng. Mày phụ mày cần tao phụ quá. Từ từ sẽ để sợ. Chưa đâu hôn tắt đi, vậy là thấy trứng lại quay. Giống trứng giả lúc đó thì đâu xe. Wow, đây 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 cái trứng con rùa. Chú sớp. Chú sớp, yeah. You feel so sharp. Mẹ là bớt bể sạch. Đừng bớt bể nó bớt chạy. Bớt bể bớt bể bớt bể bớt bể bớt bể bớt. Wow, trứng con rùa nè, trứng con rùa. Đâu có bớt đâu, để về bớt đâu. Bớt bớt nè. Bớt, wow. Mệt mãi con. Rồi có rờ không? Nè lấy đi. Không làm bánh mì luôn á. Rồi cho rờ kìa. Wow, trứng ngon con rùa đây. Tí Vân cầm trứng rùa không Tí Vân? Người ta cho mình quan Thái coi được mà. Thái quay người ta cầm mà. Rồi đưa cho người ta đi xem. Đúng không? Đúng không Tí Vân? Tí Vân đúng không? Con hứng cái tay vô coi. Nè nè, để mở sen thả vô nè. Đó. Đó Tí Vân. Nhiều lắm. Người ta hấp lụm lên cả trăm trứng á. Thank you. Thank you. I got more here. Maybe 100 down. Oh, you can take. Yeah, now you take. Okay. Phải không quay phải không xem? Cái này 130 trứng chung một ổ nhưng mà sao nó đẻ tới hai lần? One thirty. This one. And this one đưa cái xô lại coi xem là một cái này 94 trứng. 94. Ninety-six. Wow, this one chung một cái hang mà có hai con đẻ, đẻ trước với đẻ sau. Con này đẻ ngay lúc này vừa mới đẻ bắt lên là được 96 trứng. Rồi moi lên thì thấy được một ổ dưới này nữa là 130 trứng kể ngày hôm qua. Ồ mà y chang như trứng gà nha các bạn. Wow. Nó cái vỏ đẻ trước một ngày thì thấy cái vỏ nó hơi cứng nè, giống như y chang như cái trứng gà mà vậy, nó không có dính cát mà nó trắng tinh nè. Còn cái vỏ cái trứng này mới vừa đẻ xong ra thì hết là thấy nó mềm mà nó dính cát tùm lum hết nè, nó mềm, nó mình bóp nó sập xìu. Cái này là ổ này 96 trứng, ổ này mới vừa đẻ tức thời xong. Mình canh là cái người ta lấy lên mình lụm ra giùm cho ổng á, nếm là được 96 trứng. Còn ổ này là chung một lỗ luôn mà ổ này hình như đẻ ngày hôm qua rồi. Mà nguyên ngày hôm nay là người ta ghế người ta ngồi đè lên mà không bể. Nói xem, nguyên ngày nay bãi biển này là ghế nè, ghế người ta ngồi, du khách ngồi nè. Ồ, ổ này là 130 ổ trứng nè. Nhìn thấy nó khác nè ha. Ổ này đẻ ngày hôm trước rồi thì cái vỏ nó hơi cứng lại mà nó không có dính cát, nó nguyên trắng tinh y chang như trứng gà. Còn cái ổ mới vừa đẻ xong ra thì là nó mềm, nó xốp mà nó dính cát tùm lum hết á, là vừa mới đẻ xong. Sen đang bóc trứng rùa bỏ vô trong xô giùm. Wow, mình đó quá trời Sen ơi. Đếm bao nhiêu rồi Sen? Một đó. Nhiêu? 12 là khi 2 trứng nữa là 14 nè. Đúng không? Xích không? Xích lại đây không? Cho động 16 phải không xem? 18. Ông lấy lên lần 2 trứng xem cho mấy người kia về hết, ổng kêu mình làm phụ ổng. Thôi tắt đi nha, để chút mình nhiều nhiều quay ha. Bảy mươi lăm trứng rồi đó. Nè nhìn coi, nhìn về thấy nó sáng. Thấy vậy là được rồi phải không? Ông có cần mở đèn đâu phải không? 78. Thôi để từ từ coi luôn chứ. Nó bị về chạc chứ gì đâu. Không, nó bị nói là cái đất bé tới đi mất nắng hết. Đây, một con rùa nó đang bò xuống biển. Một con rùa nó đang bò xuống biển nè.
À, mới để xong bây giờ đang bò xuống biển nè. À, thấy không, bò nhanh dễ sợ chưa, gặp nước lên. À, đó. Rồi. À. Ok. Mấy người làm ở đây nói á, là tất cả những con rùa nào á, mà đẻ trên cái bãi biển này á, người ta sẽ collect cái trứng nó lại. Và người ta sẽ đếm nó bao nhiêu cái trứng giống gì, rồi người ta bỏ hết lại đây. Xong ta đợi cho nó nở. Khi mà nó nở ra, khi mà trứng chuẩn bị nở ra thì người ta sẽ đặt một cái giống như một cái vòng trên cái đầu của nó đó. Trên cái đầu của hồ này nè. Để cho con chim nó không có ăn. Xong khi mà nó đủ ngày đủ tháng rồi đó, người ta sẽ thả nó lại về trên biển. Ở đây á, một cái lỗ này thôi á, là thế à, các bạn thấy là 136 cái trứng tổng cộng. Và người ta phân định được là ngày này, ngày nào nó đẻ trứng cái này, và cái chiều dài của cái loại giống gì, chiều dài nó bao nhiêu, chiều rộng nó bao nhiêu, rồi ai là người take care mấy cái chỗ này, cái tên của người take care luôn đó, ai là người phát hiện và take care nó. Ở đây rất là nhiều, nhiều quá trời luôn. So far là 27 cái chỗ trứng này tổng cộng, 27 cái lỗ trứng này tổng cộng nè. Có hơn mấy cái ụ đây nè, 27 cái. Mỗi cái at least không phải là 80 mấy, 100 mấy cái trứng. Và mấy người này nói là những cái nằm ở trong á, sát ở trong kia là những con mà chuẩn bị là cũ nhất, để chuẩn bị là nó sẽ nở ra trước nhất. Xong tới mấy đứa ở ngoài đây, mấy đứa ở ngoài đây là nở sau cùng hết. Thì mỗi ngày người ta sẽ đi collect những cái trứng này, ta đem về ta để đây. Xong rồi ta chăm sóc nó để cho chim khỏi ăn rồi đó. Xong rồi thì người ta sẽ, khi nó nở thì người ta sẽ thả nó về lại biển. Ở đây một hành động rất là hay, giống như là người ta duy trì cho cái vùng biển này của người ta vậy đó. Ở đây người ta rào lại luôn. Các bạn thấy ta rào nguyên khu vực này lại nè, để dành cho những cái trứng này thôi đó. Dễ thương không? Wow, that's a lot. See? Can I touch one? Thank you. Thank you so much. You got very good. I love it. Yeah.